Xin chào tất cả các bạn đã đến với series Minecraft sinh tồn tập thứ 58 nha. Này thì tập trước là mình đã khám phá xong cái hang động ở dưới chỗ mình đào nha các bạn. Ok, tuy mình chưa khám phá hết nhưng mà thôi. Tập này là mình sẽ để cho các bản thân mình nghỉ ngơi, về nhà dưỡng sức đấy các bạn ạ. Đấy. Ở dưới hang khoảng mấy ngày không được về nhà mệt lắm rồi đấy các bạn. Ok. Bây giờ thì mình sẽ vô mình lấy ít sắt nha. Đấy. Tại nhà mình đang thiếu sắt với cả vàng. Đây, mình lấy được cái này. Mình sẽ ra đây mình chế tạo đây, chế tạo khối sắt nha. Khối sắt. Bây giờ có thể chế tạo được khối kim cương. Thôi, không cần. Đấy, để thuận tiện cho việc đi lại thì mình đã làm ra một cái đường hầm, đường để đi lên nha. Đấy, để đường lên của mình rất thuận tiện cho việc đi lại với cả đào mỏ nữa. Đấy các bạn thấy. Đây mình sâu cho các bạn xem cái đường này. Mình cũng đang mong bây giờ trời trên là buổi sáng nhỉ, chứ không phải buổi tối. Đây thì mình bật to tiếng các bạn nhé. Vừa nó phải buổi sáng con này. Đây thế. Ok. Bây giờ mình sẽ nâng cái bàn chế tạo. Mình chế ra một cái cửa tạm thời. Ôi chết bà rồi. Chế gậy, tôi gãy vứt đi. Đây. Lấy cái cửa. Không cho 1, 2 cái nữa, 3 cái kìa. Nhà cũng không biết để làm gì nữa các bạn. Chứ về nhà mình nghỉ ngơi thôi. Xem nào. Đường đâu nhỉ? Nó chuyển đi nhá. À đây đường ngay. Mình có xếp cái đá đây để mình làm thêm cái đuốc. Đấy. Mình sẽ lắp thêm cái đuốc nữa. Bởi vì là mình hay quên đường các bạn. Ok. Xong. Đấy. Mình sẽ cứ dùng về nhà thôi. Ồ. Đúng rồi, đường về nhà các bạn ơi. Ngon. Trời ơi, mấy ngày rồi đường về nhà sướng quá đi thôi. Ai. Mấy ngày rồi đường về nhà các bạn. Về nhà thân yêu. Okay. Thôi mình sẽ vào nhà nhé. Mua mình cũng bội thu phết 34 cục kim cương. Nếu các mọi người không nhiều, đối với tôi cũng nhiều rồi các bạn. Ok. Cắt nha. Rồi cục, ok. 13 cục này là bít 64 kim cương. Đây, về đây. Mình sẽ đem đi sắt cho người phòng. Còn lại thì cất vào đây. Đồng thì nó chẳng là đào. Nói thật không các bạn, đồng chẳng là đào luôn. Rồi. Okay. Còn vàng nữa. Cất vàng luôn. Đồ giàu thế này thì sợ ông nào ông vô ông lấy trộm đồ mình không. Sợ lắm. Hay là tập này mình đi đào gỗ nhỉ. Để phát hiện dưới mình kia là gỗ rất là nhiều nha các bạn. Ok, nhưng mà trước tiên là mình có phải cắt đi ra. Trước tiên là mình sẽ phải cắt cửa lên đây các bạn. Đây, cửa cắt lên đây. Gỗ thì xuống một người, thịt thì tí xuống cắt. Đấy, đồ cắt ở đây. Rồi mình sẽ làm cái gì. Mình sẽ làm cái gì nhá. Đây là một cái dìu sắt, xong rồi lên enchant hiệu suất, tiện
thể đi sắp tới là mình cũng sẽ khám phá tất cả các công trình ở trong Minecraft với cả làm một cái farm kinh nghiệm nha. Đây mình đã hiệu suất luôn, ngon thật. Ok, gỗ ông nào không nhiều không? Để bảo vệ môi trường thôi ạ. Xem con đồ nào không. Đây là mini cất luôn, không phải là cất, cho nó gọn. Xong. Gỗ không phải cất đâu. Gỗ không cắt. Ôi trời. Con nhện này, nhện nướng luôn. Làm luôn là con nhện nướng. Thật ra thì thôi cắt đâu nha. Quên bố sẽ cắt của các bạn. Đây. Mình cũng không biết là bao giờ cái xe với giới lắp lý mở lại để mình có thể tiếp tục quay video. Video đang ở nhà có đại mình ấy nhỉ. Ok. Về nhà rồi thì mình sẽ vô làm tí cái việc nhà nông nhỉ. Đấy, gọn gàng lắm rồi. À, mùi hương thoang thoảng phù thủy ở đây. Bạn đâu? Tôi ra bún cua giả hòa. Thôi, nhớ này chắc tình hình này là mình cũng phải gọi thêm một người vào cho chúng mình nha các bạn ạ. Thì hiện tại là mình cũng có thể mình vẫn kiểu người chơi chung nha. Chơi chung qua OMS nha các bạn. Chung một server thì mình cũng chưa có cách mở không? Thế xong rồi. Đầy rồi các bạn, bây giờ thì mình sẽ lấy cái cuốc. Chết cha rồi. Đây, lấy cái cuốc mình sẽ cuốc nốt cái chỗ mà mình bị đây, mình sẽ cuốc nốt cái chỗ mà rất là bám nha. Đấy, mình cuốc nốt ra. Đấy, có những chỗ mà đất không bị khô ấy, mình sẽ cuốc lên. Đấy, như đây rồi. Nào, chỗ nào bị khô thì cũng cuốc. Để nhìn nó đẹp hơn. Ngay nguyên cái chỗ này trước mình cuốc bây giờ nó mọc cỏ hết rồi các bạn ạ. Thôi chứ cuốc ở đâu mình gieo lấy. Đó, bây giờ nhìn phải đầy đặn rồi các bạn ạ. Bây giờ là mình sẽ về mình chế tạo một cái dương để riêng cái để riêng lúa mì với cả thực phẩm nhá. À! Oh, what the hell? Vãi nồi có Reaper nhà. Vãi nồi. Thế là chẳng lẽ mình đi ra một cái đóng cửa các bạn ơi. Nghe nó phá hỏng ở nhà mình luôn các bạn. Đấy, trường. Thế là tôi đi ra tôi quên đóng cửa nhà. Vậy thôi, chế tạo dương. Dương chủ tính tiếp. Nhanh 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 không con con Creeper nó vô nó làm nhà mình phát nơi thôi. Bành cái nhà nó các bạn ạ. Sống khổ nạn ghê ấy. Thôi để tạo hai cái này đi. Mình sẽ lại nhà các bạn ạ. Đèn thế. Nó nở thì phải đen không biết. Để lấy tôi ra ngoài tôi đừng quên đóng cửa nhà sao vậy. Tôi nó làm bành cái nhà luôn. Lắp lại nhà nhé. Nóng rồi. Đấy, thôi để tạo đi. Khổ ghê lắm. Phá banh cái nhà tôi rồi. Yeah. Chờ một tí nha. Khốn nạn thì phá hỏng cái nhà tôi luôn.
Rõ ràng ra ngoài đóng cửa hết rồi mình cuối cùng vẫn vô phá nhà cho bằng được. Ôi trời ơi, anh thằng nhà tôi có duyên với ông Creeper à? What the fuck? Nãy giờ mày hai vụ nổ luôn đấy các bạn ạ. Chẳng có thủ án gì nó đâu mà nó phá nhà tôi kệ về ghê không biết. Ôi thôi thôi thôi, anh ơi, đợi đợi ban ngày, đợi ban ngày, lên ngủ đi. Thôi 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 thôi, lên ngủ thẳng nhanh. Mẹ bị hiểu chuyện luôn đó các bạn ạ. Đóng kín cửa. Thế rồi mà cuối cùng cái vật vẫn vô nhà tôi phá được. Trưởng. Thôi bị hiểu chuyện rồi các bạn ơi. Phá banh nhà tôi này. Thấy được không? Thế xong rồi. Lắp kính rồi các bạn ạ. Nó sao nó phá banh nhà tôi luôn. Ok. Bây giờ thì mình sẽ phải chế tạo một cầu thang. Đáp lại rồi các bạn ạ. Đó. Gỗ sắp hết nơi rồi. Làm lâu phá nhanh. Ôi thật. Mới về mà hai con Reaper nó vô nó phá banh nhà luôn. May quá đang cầm hai cửa tay. Xong. Giờ vô chế tạo đồ lại đồ các bạn ạ. Đây. Đỗ thì đủ không? Đập cho nó cẩn thận vào. Đây. Ok, đủ nha. Xong rồi. Nhà rõ ràng ánh sáng đủ mà có cùng Creeper vẫn xì pam một phá banh nhà tôi. Rồi. Chán không? Gỗ này nhiều nhiều rồi lấy đi. Cái này. Cái này sao nhiều rồi. Vậy là mình sửa xong nhà nha. Mới đầu hôm mà bị ông tôi phá banh như nhà. Thật. Các bạn ơi, ăn ở ngoài đen đấy biết. Thật. Tôi mà bắt được cái thằng nào mà vô map tôi mà thả Creeper mẹ. Đấm cho về mồm luôn đó bạn ạ. Tôi bắt được cái thằng nào mà nó ám hại tôi ý. Rồi đừng ra cái Creeper nhá. Ra tao đi. Nhà còn néo luôn mà cứ phá hoài không biết. Cái nhà có gì mà suốt ngày phá. Ô. Ui mẹ đóng cửa đi. Xong. Xong rồi, thôi tốt nhất vô đóng cửa. Nhà tôi, là phá banh nhà tôi không này. Ok. Ok xong rồi. Mình sẽ làm thêm một cái thùng nữa. Bên này để mình để lúa nha. Nó
chạy mất khá ba nhà mình luôn. Xong rồi. Mình sẽ lấy thêm lúa mì. Xong. Ok xong rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ chặt gỗ luôn. Cái cúp đi, để ra chặt gỗ. Ra ngoài thì mình có ông Creeper nào không? Không lẽ làm cái nhà mình thêm mấy lỗ thì thôi mệt. Ok. Bây giờ mình sẽ ra cho mình chặt gỗ nha. Ok. Để đến mình nha. Mình thay đổi đào nha các bạn. Nóng chậm. Nào, thịt cừu nướng. Có ngay một ngôi làng thôi các bạn ạ. Tức là gần chỗ mình là có hai ngôi làng cơ. Đây để mình chặt nốt gỗ mình vô xem ngôi làng có gì không. À, hoặc là để dành cái tập sau khám phá. Chắc làng mình để dành tập sau đi. Cái này mình khám phá rồi hay đâu các bạn. Cái này khám phá rồi hay đâu, không biết. Thôi, mất công đến rồi mình khám phá luôn đi. Đây xem có gì không nhỉ. Ui, có mà không có Reaper đây nha. Ồ, là cái khám phá rồi các bạn. Để thì các bạn nhìn này. Chúa mình để trụ sạch nó là chứng tỏ là làng này là trước ở bên kia nhưng mà do cái bản mới cho nên là bị chuyển sang đây rồi các bạn. Thằng nào thấy kia địa hình quen quen. Không sao. Không có thịt sống nha cho nên là mình thôi khỏi nướng đây luôn. Bây giờ cái bên kia của mình là đầm lầy rồi. Chỉ làm nhiều gỗ đi các bạn. À không, xì ke đã bắn rồi thôi chết luôn đấy các bạn. À, sao mà. Trời ơi, chết rồi. Thì sao mi nướng. Nó mệt ghê em cơ. Rồi xong, tới công chuyện. Rồi xong bạn tới công chuyện luôn. Ủa Creeper kìa, tôi làm nghe. Chặt gỗ nhanh rồi về kìa.
Ơi các bạn. Tôi phát hiện ra hai tên trộm kia nhá. Nào, súng đâu? Tôi là cảnh sát đi tuần này bạn ơi. Piu một tên. Piu. À, chết chặt rồi. Bắn một tên kia. Chết rồi, nó biết tôi giống bạn ơi, nó thấy được rồi. Thấy này. Headshot. Mình về nhà nha các bạn. Ô Viper kìa, Viper. Viper kìa. Chết ba giờ lại quên đường các bạn ơi. Mình nhớ lại mà. Quên đường thì mình toàn lấy hiện vật làm tọa độ các bạn. Để đánh dấu. Quên đường các bạn ơi. Không. Phát hiện ra hai tên kìa. Đi chết đi. Đây. Một tên. Trời ơi, rồi xong tới công chuyện rồi các cưng ơi. Đây hình như đường về trên kia thôi các bạn. Chẳng nhớ cơ. Khổ nhất là hay quên đường. Thôi có lẽ mình tạm dừng video nha. Đấy, xong tập này là mình về luôn nhà quá. Mình chỉ tìm được nhà các bạn. Ok. Thôi tới các bạn mình về nhà.